giật điện thoại của chân dài, hai tên cướp còn kịp giằn mặt trước khi bỏ chạy. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút tối ngày 20 tháng 1 trong một con hẻm ở phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip, hai cô gái đi xe máy đang định tấp vào quán ăn bên đường thì bất ngờ gặp sự cố, hai tên cướp đi xe máy nhanh chóng tiếp cận và giật văng chiếc điện thoại của cô gái ngồi sau. Đúng lúc đó, một nhân viên quán ăn định đuổi theo nhưng bị đối tượng xịt hơi cay dọa dẫm, anh này sợ hãi chạy vào bên trong quán. Vào thời điểm xảy ra vụ cướp, hàng quán hai bên đường vẫn đang hoạt động. Nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng cũng không thể làm gì hơn vì hai tên cướp ra tay quá nhanh và nguy hiểm. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng quận Gò Vấp đến lấy lời khai nhân chứng, ghi nhận hiện trường, trích xuất camera truy xét vụ việc. Sau khi đăng tải clip, cộng đồng mạng rất phẫn nộ và sợ hãi với hành vi trên. Một tài khoản bình luận: thanh niên mà đi cướp đồ của phụ nữ hèn vô cùng. Cũng phải trách cả cô gái điện thoại để hớ hên, khách nào làm mồi ngon cho kẻ xấu. Cuối năm rồi, dường như bọn trộm cướp cũng liều lĩnh hơn thì phải. Anh chị em phải hết sức cảnh giác. Một tài khoản khác nhắn nhủ.